cô. Hả? Mấy chục tao luôn hả? Trời ơi, quá trời nhiều luôn nè bà con ơi. Mình đưa vô máy. Đưa vô máy ha. Rồi, rồi. Bấm nút là tự động máy hả? Đâu? Nó có ăn chưa? Đâu? Thì cái xác á là nó ra bên phía cái thau này. Còn nước á là ra riêng ra một cái xô ở đây. Này là nước rửa tốt đúng không? Hot girl của chợ Kinh Nếp nha bà con cô bác. Bán thịt, có ai đi chợ Kinh Nếp thì nhớ ghé, nhớ ủng hộ hot girl. Chưa căng mà gọt trước nha. Thôi kệ đi, có một chút mà đâu sao đâu. Mới thẻo con dao mà nhầm nhò gì. Lưng đồng luôn hả em gái? Ý, búng lên luôn. Cái này cũng là cá chê độc mà. Vậy là mình bán đồ độc luôn ha. Chị ơi, hồ tôm cào mà con bác có trứng luôn. Còn sống luôn hả chị? Rau dừa thiên nhiên. Dạ, rau dừa thiên nhiên rất là to. Bên đó rau muống. Cái này là gì con? Hả? Rau chay. À, rau chay. Dạ, vậy là quá im rồi chị ơi. Chào buổi sáng bà con cô bác nha. Em chúc bà con cô bác có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Thì sáng ngày hôm nay em đang có mặt tại ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Thì ở đây có cái chợ Kênh Ép. Thì trong video hôm nay em sẽ quay cái cảnh chợ Kênh Ép. Thì con đường ở phía trước mình đi vào đó bà con cô bác, thì con đường phía trước trước màn hình bà con đó, thì mình nếu mình quẹo về bên tay trái đó thì là mình về Long Xuyên, còn mình quẹo về bên tay phải đó là mình về Núi Sập. Rồi phía sau lưng em á là chợ Kênh Ép. Đây, chợ Kênh Ép cổng A. Thì bữa nay cũng là ngày cuối tuần thôi, chợ Kênh Ép theo em quan sát rất là sung luôn bà con, rất nhộn nhịp. Phía trước chợ thì bên đây có quán cà phê nè, các chú các anh ngồi uống phê buổi sáng. Đây, phía trước chợ thì có tủ bán bánh mì nè. Đây, người dân của xã Định Thành đi chợ buổi sáng. Đây, bán bánh mì. Dạ, chào cô. Chào cô. Bữa nay cuối tuần bán được ha. Dạ. Đây nè, ba cái cặn xé bánh mì bà con, ba cặn xé bánh mì. Rồi con chúc cô buổi sáng vui vẻ nha. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ đi thẳng vào bên phía bên trong nhà lồng chợ luôn bà con ơi. Cổng A, còn phía bên kia phía sau là cổng B. Bên đây cũng có bán bánh mì pate chả lụa. Bánh mì này là bánh gì mà có cái mè nữa em gái? Bánh
Bánh mì mè hả? Một ổ nhiêu ạ? À? À, lấy anh hai ổ. Mình bán đây lâu chưa em? Bán thời mẹ em tới giờ đó. Mấy 30 năm rồi đó. Thời mẹ em tới giờ hả? Rồi tới giờ em bán. Buổi sáng hôm nay thấy chợ nhộn nhịp mình quá ha. Anh ở đâu lại đây quay? Anh ở Long Xuyên. Long Xuyên TV. Mới tạo hả? À, cũng mới làm rồi. Ngày mình bán hai cần xé hả? Không anh ơi. Chân đó, chắc đó hả? Là 1.000 ổ hả? Mấy ngàn ổ. Mấy ngàn ổ lần. Ồ, dữ dằn. Rồi. Chúc em mua mai bán đắt nha. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ em sẽ đi thẳng vào phía bên trong chợ luôn bà con ơi. Thì ở đây có bán bánh quê miền Tây nè. Trời ơi, quá nhiều luôn. Chè, đậu trắng, bánh chuối, bánh bò. Bánh này là nhà mình làm luôn hả em gái? Làm luôn. Lấy anh bịch chè này đi. Với bánh da lợn. Hai cái chút. Hai cái đi. Trời. Hai anh em hả? Hai chị em hả? Không. Hai bạn thân. Hai bạn thân ha. Trời ơi. Đây, gắt mè vô bà con. Hai cái với bịch chè cũng bán nhiêu hả? 15 ha. Mỗi cái 5.000. Đây là cái quang cảnh trong nhà lòng chợ Kênh Ép nè bà con cô bác. Bữa nay cuối tuần cũng rất là nhộn nhịp luôn. Bên đây cũng có một tủ bán bánh quê miền Tây luôn. Chào cô. Đầy đủ các loại bánh xôi. Ồ, cái bánh này là bánh gì cô? Bánh trắng trắng nè. Bánh bèo. Bánh này nè. Bánh bò xốp. Bánh bò xốp ha. Yeah. Bánh bò xốp, bánh bò bông. Còn cái bánh này, bánh xếp này là bánh gì? Bánh xếp bột gạo nhân đậu xanh. Wow, bánh xếp bột gạo nhân đậu xanh hả? Lấy còn hai cái bánh đó đi. Ủa cái này tất cả toàn bộ là mình làm nhà luôn hả cô? Nhà. Nhiều à cô? Hả? 5.000. Hai cái 5.000 hả? Thì em sẽ đi dài dài vô phía trong. Đây bên đây trong đây người ta cũng có bán rau củ quả luôn mà cô. Chào cô. Bánh bèo, cái này mình cũng làm nhà luôn hả cô? Dạ. Rồi, cảm ơn cô ơi, chúc cô buổi sáng vui vẻ nha. Ồ, bên đây cô này, cô bán cháo đậu. Bán cháo đậu. Cháo đậu rồi không? Nguyên cái nồi cháo đậu luôn. Ở dưới có cái bếp ga để hâm nóng. Cái này là mình bánh tằm hả cô? Cháo đậu với chứ cô bán bánh tằm. Dạ, cháo đậu bánh tằm ha. Ngày bán nồi cháo đậu vậy ha. Rồi chúc cô mai bán đất nha. Kênh chú Long Xuyên TV. Ở đây có chị gái này bán trái cây nè bà con cô bác. Bán trái cây táo, nhãn, nho, chôm chôm. Ồ, đầy đủ quá ha. Bán đây lâu chưa chị? Mới bán hả? Là mình ngồi sáng bữa nào cũng ngồi đây bán chân. Rồi cái chân gọng cổng A đi vô luôn là sẽ gặp chị gái. Táo này chị bán ký nhiêu? Lấy em 1 ký táo này đi. Không đại hả? Là tấm mới ha. Mình bán đây được không chị? Dạ, được. Cũng được ha. Cỡ này nó hơi vắng tí. Ủa sao cỡ này vắng ta? Ta đi làm. Ta đi làm, bữa nay cuối tuần mà. Giống như là dân nó đi làm, em có nhiều.
À, đi làm ở xa nhiều ha. À. Vàng để ngừng máy trả tiền cho chị cái. Ồ. Cái hoàn cảnh ở trong nhà lồng chợ này rất là sáng luôn bà con. Người ta lợp những cái tấm thiết mà trắng trắng nè, lấy ánh sáng của mặt trời chiếu vô. Rất là sáng luôn. Ồ, bây giờ em sẽ đi vào khu vực mà bán rau củ quả đi, rồi mình sẽ đi ra phía sau chợ cá. Đây, bây giờ em đi dài dài vào phía trong đây. Phía trong này rất là nhộn nhịp luôn. Thì các cô ở đây, bên đây, phía bên đây là bán quần áo may sẵn. Quần áo may sẵn của nữ. Còn phía bên đây là bán rau củ quả nè. Rau củ quả. Phía trong quá nhộn nhịp luôn kìa. Bà con cô bác đi chợ buổi sáng ở xã Định Thành. Đây, cái con đường đi dẫn vô chợ cá nè, con đường nhỏ. Hai người đi chen mới qua mới lọt nha. Ba người là kẹt phà. Kẹt xe. Trời, cô này bán đắt quá cô. Bán có ổi nữa. Dạ, con quay YouTube cô ơi. Đây. Rồi em sẽ đi vào sâu bên trong luôn bà con ơi. Ở đây buổi sáng bà con đi chợ rất là đông. Ở đây có cái khu vực này người ta bán đồ cạp tóc và đồ buộc tóc cho nữ nè. Quá nhiều luôn. Bên đây anh trai bán rau cải. Hello. Này, phía trong này thì người ta cũng bán rau củ quả. Dạ chào cô. Hello. Cô này cũng bán rất đầy đủ các hàng luôn. Đây đây nè. Bầu rồi bí đao. Có bắp luôn nha bà con. Mình bán đây lâu chưa cô? Lâu rồi anh ơi. Lâu rồi hả? Bữa nay chủ nhật thấy chợ mình sung quá ha. Chủ nhật là đâu như mới nhận không khí vậy có giỏ hàng ngàn. 40. Bông súng. Bông súng non hả con? Sen cái sen non hả? À, nó thấy nhỏ hơn bông súng ha. 16 ngàn. Không, còn quay cái đó bên đó mấy bông súng đó. Đó mấy ông súng đó. Quay cái bà con cô bác mua tiếp cô. Đây cái hoàn cảnh phía trong nhà lồng nè bà con cô bác. Đây. Ồ, bên đây cô này bán cái thực phẩm chay. Có tà hủ, rồi tà hủ chiên, tà hủ trắng. Ồ, cái này là mắm hả cô? Mắm chân mà chay ha. Gắt miếng tiêu vô ha. Dạ nó mới thơm ha. Còn bên đây là mắm ruột bà con cô bác. Mắm ruột nhìn rất là ngon luôn. Thường là cô bán một bọc mắm ruột vậy là nhiêu? Một mắm ruột tùy theo ăn 5 ngàn, 10 ngàn mình bán. Cô múc con một bọc 10 ngàn đi. Đây các chị gái xinh đẹp đi chợ buổi sáng. Ồ chị em cô hả chị? Đã cơm hả? Đây có đầy đủ nè. Cái này là cá chay à? Mỗi bữa thấy mà đi bà ghé. Cá
cá dài mà làm giống như cá biển quá. Trả tiền rồi nha. Không, bán đắt quá ha cô. Dạ, bình dân bởi đắt hàng. Đây, khung cảnh này rất là đẹp luôn bà con. Ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, khung cảnh này rất là đẹp luôn. Bữa nay ngày cuối tuần nên bà con cô bác đi chợ cũng rất là đông luôn. Đây người ta bán các cái thực phẩm chay rồi tạp hóa đầy đủ. Đây. Cô này cô bán rau. Chào cô. Dạ. Rau đó rau gì vậy cô? Rồi cảm ơn em quay YouTube thôi. YouTube là vừa phải la. YouTube nãy giờ. Không mình có một cái mình cứ tự nhiên. Rồi cô buổi sáng nạo dừa hả? Rồi nạo dừa là nguyên thau vậy luôn. Trời ơi ngày nào mấy thau lận cô? Hả? Mấy chục tao luôn hả? Trời ơi quá trời nhiều luôn nè bà con ơi. Đó, dài chắc dài qua bên kia. Rồi nạo dừa này là thường là mình ta mua về ta làm gì con? À nấu chè ha. Dừa làm bánh này kia đâu ha. Dạ. Long Xuyên TV. Rồi nạo dừa. Rồi sao mình biết là tới cái cái sọ đen ha. Rồi đưa lên cho chị đó dắt ra nước nè. À lên máy. Bây giờ mình nạo rồi cái mình đưa vô máy. Đưa vô máy ha. Rồi bấm nút là tự động nó ấy hả? Đâu? Nó ăn chưa? Đâu? Là có nghĩa là mình cho nó xuống máy đó, xuống mấy cái lỗ, chọc cái lỗ xuống không? Rồi bây giờ sẽ ra cái thành phẩm. Thì cái xác á là nó ra bên phía cái thau này. Còn nước á là ra riêng ra một cái xô nhỏ này. Này là nước dừa cốt luôn không? Đúng rồi. Là nước dừa cốt luôn. Ở trên mình. Dạ. Ở trên là mình phải đứng mình đồ gì hoài ha. Dạ. Dạ Facebook YouTube em là Long Xuyên TV. Anh là YouTube không phải là Facebook. Không. Ồ, mình phải đứng đồ gì hoài. Ở này nó đầy cái mình phải máy mà. Bây giờ mà mình là có cái máy này tiện quá ha. Dạ. Rất là tiện luôn. Rồi em chúc cho hai chị mua mai bán đất nha. Em cảm ơn anh. Tiệm tập quá này rất là lớn luôn mà con bác. Dạ. Rồi em đi qua phía bên đây bà con ơi, qua bên phía bên đây. Có bà hai bán nước mát mà. Dạ chào bà. Đậu xanh rau má hột é đầy đủ. Rồi. Nó bán vô bọc sẵn vậy đó bà con cô bác. Thì ai mua rồi bán một bọc vậy thôi. Ngày nào mình cũng ngồi đây chứ hả bà? Dạ, ngồi đây bán. Dạ.
bán con một bọc rau má đi. Dạ. Cái này là mình tự làm nhà luôn ha. Làm nhà luôn hả? Dạ. Đó. Hay mua cái lấy một bọc gì bỏ vô bọc rất là gọn luôn. Nhiêu không ạ? 5.000 bịch. Dạ. Làm nhà đúng mà, uống thì an toàn không có gì hết. Dạ. Rồi, con cảm ơn nha. Ai bán đũa? Ồ, đũa tre. Đũa tre. Bánh tông. Dạ. Tre bánh tông. Tre gì? Tre bánh tông. Bánh tre bánh tông. Bánh tông. À. Cái tên nó hơi lạ ha, con không biết. Ồ. Oh. Cái này bán cam. Cam anh ơi. Cam ha. Trời dạ, ơi. Quay YouTube hay gì vậy? Dạ đúng rồi anh. Cam này mình cam gì mà? Cam Vĩnh Long anh. À, cam Vĩnh Long. Cam sành Vĩnh Long. Trời ơi. Bao ngọt bao nước luôn. Bao ngọt bao nước luôn, từ Vĩnh Long mình lên tới đây bán luôn. Trời ơi, quá dữ rồi. Cái này là chạy chợ hay sao anh? Chạy chợ hả? Ủa vậy là cái khu vực này là chạy chợ à? Là một tuần lễ gì mình đi liên tỉnh mà dạ. Mấy tỉnh lận? Dạ, đi nhiều dạ lắm anh ơi. Đi chợ tới chợ Vọng Khê chợ. À, Vọng Khê luôn hả? Dạ. Có bán mấy cái chợ Trường Tiền được không? Chưa ha. Ờ. Rồi, em chúc anh trai mua mai bán đắt nha. Chợ này bán rất là đầy đủ đồ luôn bà con cô bác. Đây nè, có cô này bán khô nè. Ôi, quá nhiều khô luôn. Khô mực, rồi khô cá lóc, khô cá chỉ rồi đầy đủ nhất hết lạc xưởng. Dạ, muốn ăn gì cũng có hay cô. Rồi bây giờ em sẽ đi ra phía ngoài. Phía ngoài là chợ cá và chợ thịt. Đây là cái khu vực mà bán chợ cá của chợ Kinh Ép. Quay cho dây á? Dạ không có, con quay YouTube à. Ồ, ở đây có nguyên một phao lương luôn. Lương đồng luôn hả em gái? Ý, búng lên luôn. À, cái này cũng là cá chê đồng à. Ồ, vậy là mình là mình bán đồ đồng không ha. Ồ, cá chê đồng luôn bà con. Cua đồng luôn mà cũng còn mấy con à. Cá lóc đồng ha. Là mình bán chuyên về đồ đồng. Bữa nay bán được ha. Giờ này mình cũng còn ít. Mình bán ở đây lâu chưa gái? Lâu rồi. Lâu. Trời ơi, 10 năm nay luôn hả? Là bán từ lúc nhỏ tới giờ luôn. Trời ơi. Lúc nhỏ không chịu, mười mấy tuổi mới chịu. Thì mới sốc. Rồi, anh chúc em mua mai bán đất nha. Rồi, cảm ơn nha. Đây là cái khu vực đây, người ta bán cá đầy đủ cá. Thổi oxy vô. Đây cái chê vàng. Cái chê vàng. Cái chê vàng rất là to luôn. Cá điêu hồng, cá lóc, đồ đầy đủ. Dạ. Trời ơi. Mày đang đẹp lắm. Rồi, đang đẹp luôn, bao đẹp luôn cô ơi. Chuyên về bán cá biển hả cô? Về bán cá biển đủ cá hết. Đầy đủ cá chứ hả? Trời ơi, quá dữ rồi. Quá dữ. Không mà để gì tự nhiên đẹp rồi, đẹp tự nhiên. Này, phía bên đây có hot girl bán thịt nè, bà con cô bác. Trời ơi. Cái đó là cái gì vậy em gái? À, uống rộng ha. Rồi. Bây giờ phải thay bọc ha. Thay bọc. Ngày bán mấy con lận em? Ngày bán nửa con anh ơi. Nửa con ha? Trời ơi. Chợ quê mà, chừng nào Tết
Anh thấy chợ quê mà bà con ở đây đi chợ cũng rất là đông luôn, bữa nay nhộn nhịp ghê luôn. Đây mưa ít rồi đó, thằng Hải không mưa là chợ cũng đông. Dạ, hết, không mưa chợ đông. Không mà thường là cuối tuần đông hơn ngày thứ phải không? Dạ, bữa nay chủ nhật, có thể chủ nhật là đông hơn. Dạ. Rồi, anh chúc cho em mua mai bán đất nha. Dạ, cảm ơn anh. Hot girl, hot girl của chợ Kinh Nếp nha bà con cô bác. Bán thịt, có ai đi chợ Kinh Nếp thì nhớ ghé, nhớ ủng hộ hot girl. Bà con cô bác ở đây thì cũng rất là vui vẻ. Đây, khu vực cá rồi. Rồi cá rô. Cá cô bằng cá bán. Bên đây, phía bên đây là bán gà. Rồi, có mực luôn. Rồi. Rồi, cô này cô bán cá mòi nè. Rồi, cá mòi kho sẵn rồi. Bắt lửa kêu kêu luôn, thơm phức luôn. Đi ngang là bốc cái mùi thơm rồi. Dạ, cảm ơn cô nha. Rồi, mình sẽ đi dài dài tới luôn bà con ơi. Đây. Khu vực này là nhộn nhịp. Rau gì mà thấy rau dừa mà ăn mắm là số 1 luôn các cô. Dạ là bữa nay nhà mình ăn mắm á. Trời ơi quá ngon rồi. Đây cô mua rau dừa rất là tốt luôn. Đây là xanh tươi luôn rồi. Xanh tươi luôn rồi con. Rau dừa thiên nhiên. Dạ rau dừa thiên nhiên rất là to. Bên đó rau muống. Cái này là gì con? Hả? Rau chay. Rồi cảm ơn cô nha. Đây là cái khu vực này là ở phía trên đó người ta bán thịt, mà phía dưới này á là đối diện người ta bán cá mà con. Dạ cô. Đây cô bán thịt nè. Bữa nay bán được hả cô? Dạ. À lay đây hả? Mình bán đây chắc lâu rồi hả cô? Lâu rồi. À. Rồi. Chúc cô bán đắt hàng nha. À. Phía bên đây là bán thịt bà con ơi, thịt heo, thịt bò, thịt heo đầy đủ. Bán cá mà thổi oxy cá sống hả cô? Thổi oxy luôn bà con ơi. Rồi. Cảm ơn cô nha. Khu vực này là nhộn nhịp nhất. Dạ. Vậy tôm cào ở đâu? Sông lớn. Thôi sông lớn Long Xuyên hả? Dạ. Trời ơi quá nhiều luôn chị ơi. Ồ tôm cào mà con cô bác có trứng luôn. Còn sống luôn nè. Còn sống luôn hả chị? Đó là mình ở Long Xuyên vô đây bán à? Ở Núi Sập đi ra ngoài Long Xuyên mua bán. Dạ. Rồi chúc cho chị chút xíu nữa bán hết hàng nha. Lương ồ lương to dữ ta. Lương đồng cũng ngon. Ồ lương to quá luôn. Vàng kè mở to luôn kìa. Măng. Quên trời. Chưa căng mà gọt trước ha. Thôi kệ đi có một chút mà đâu sao đâu. Mới thẻo con dao à, nhầm nhò gì. Măng này mình mua bữa nay ăn gì hả chị? Hả? À sầu tép ha. Còn thấy chị
Cái chị bên đây bán gì mà hết rồi nè? Bán cá chốt. Ồ, cá chốt bán hết sớm ha. Dòng họ đông bán mau. Dạ, dòng họ đông bán mau, quá êm luôn. Dạ, vậy là quá êm mà chị ơi. Dạ. Em đã đi ra ngoài phía đầu chợ lại rồi bà con ơi. Thì em sẽ kết thúc video tại đây. Em chúc bà con cô bác xem video vui vẻ nha.